Hello, xin chào mọi người, lại gặp nhau trong một video mới. Và như tiêu đề ở bên dưới mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, thì video ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một phần khác của cái series Best of 2020. Thì video ngày hôm nay sẽ là về mùi thỏi son có giá từ 250 trở lên, nói chung là hơi mid-end, high-end một chút, mà mình đã thích nhất trong năm 2020 vừa rồi. Thì như video lần trước mình đã nói cho mọi người rồi á, thì video ngày hôm nay sẽ là về cái nội dung đó, cho nên mình mong là mọi người sẽ thích video lần này nha. Thì đó, sắp Tết rồi nên nếu như mọi người đang tâm tia các em son có giá hơi cao chút xíu để tự thưởng cho bản thân mình sau một cái năm dài đã lao động cực nhọc á, thì mọi người hãy xem tiếp video của mình nha. Đây là những thỏi son mình đã cực kỳ tâm đắc trong năm vừa rồi, và thậm chí là có những thỏi son mình đã thích từ năm 2019 và vẫn dùng tới tận bây giờ luôn. Cho nên là bây giờ mình sẽ không chần chừ gì nữa, mình cùng bắt đầu vào video luôn nha. Ok, để bắt đầu thì đây chính là thỏi son đã làm mình bất ngờ nhất năm 2020 vừa rồi. Đây chính là Slim Lipstick màu L04 đến từ nhà Perfect Diary. Mặc dù em này có mức giá từ trung bình và không quá mắc, nhưng mà vẫn trên 250.000 nên là mình vẫn cho vào video này. Mọi người vẫn có thể cancel để mua nếu như muốn tiết kiệm hơn nha. Đây là một tông đỏ thẫm tông lạnh và cực kỳ tôn da. Chất son của em này mềm mướt và tan chảy ở trên môi như là bơ vậy. Rất là thoải mái dễ chịu, và khi tán son lên môi màu lên rất đẹp và chuẩn rõ. Mình đánh giá rất cao thiết kế của em son này vì rất là sang chảnh, chắc chắn nặng tay và rất là đẹp á. Còn có cả bọc da bên ngoài đi kèm nữa, nói chung rất là đỉnh. Son bám được rất là tốt ở trên môi, sẽ tầm 5-6 tiếng nếu như mà không ăn, và sau khi ăn thì sẽ còn lại một lớp màu nhẹ nhàng. Màu này sẽ phù hợp với mọi tông da luôn, nên bạn nào chưa biết mua son gì phù hợp dịp Tết sắp tới thì hãy nghĩ thử em này nha. Tiếp theo chính là em son mình đã rất ưng cả gần 2 năm nay, chính là MAC màu Marrakesh. Đây là một tông đỏ nâu cam gạch trầm ấm, rất xinh và lạ mắt. Màu son này mình vẫn chưa tìm ra được một cái đứt giá bình dân nào cho mọi người, nhưng mà em này thật sự rất là đẹp và cuốn hút. Màu này lại còn hợp với mọi tông da, và dù đánh kiểu lòng môi hay là phu môi thì đều rất là hay ho và đẹp mắt. Mình rất là thích em này bởi vì màu quá xinh, và tông màu này pha trộn giữa cam và đỏ nâu nên rất là dễ dùng. Chất son của em này là son lì, nhưng mà son MAC bây giờ, đặc biệt là màu này á, thì chất rất là mềm và mướt môi. Màu bám khá là ok và cũng rất là nhẹ môi và thoải mái khi dùng, nên là mình rất là ưng. Màu này sẽ rất là hợp để dùng vào mùa thu đông khi tiết trời hơi se lạnh á. Tông màu ấm áp như vậy thì quá là đỉnh cao rồi. Tiếp theo đây chính là em Shuemura màu BR795 mà mình đã quá mê và lăn xê quá là nhiều trên channel của mình rồi. Thề luôn á, dòng son thỏi này của Shu là một phát hiện vĩ đại nhất của mình trong năm vừa rồi, bởi vì mình xài một phát là mình cảm thấy quá là phê luôn. Mình mê từ cái thiết kế tới cái bản màu và tới cái chất son luôn. Video swatch bộ sưu tập son Shu của mình cũng đã có rồi, mọi người có thể xem thêm nha. Riêng thỏi BR795 này thì mình thích nhất bởi vì đây là tông đỏ đất cơ bản, không ngả cam hay là nâu quá nhiều, và với cái chất son satin bóng nhẹ này á, màu lên vẫn rất là chuẩn. Môi lúc nào cũng căng bóng, nhìn cưng dã man luôn, và cái cảm giác ở trên môi thì siêu ẩm mịn. Rất là thoải mái, kiểu như là trải nghiệm xài son Shu của mình thật sự không thể chê đi đâu được á mọi người, quá là xuất sắc, quá là đáng tiền luôn á, nên là mình khuyên mọi người hãy nên đầu tư vào một thỏi son Shu nha. Tiếp theo đây chính là em 3CE Clear Layer Matte Lip. Mình không quá là thích màu nào trong cả hai màu này cả khi mà đánh riêng lẻ, nhưng mà mình thích cái kiểu mix màu của hai em này lại với nhau á. Màu đầu tiên chính là Warming Wear, là một tông cam nút rất ngả cam, rất là xinh và nhẹ nhàng dễ thương. Nhưng bởi vì mình mê son tông đậm nên là mình sẽ mix thêm với màu Speak To Me, là một tông đỏ đất base hồng vô lòng môi để có hiệu ứng lan màu xinh xinh. Màu Speak To Me khi đánh riêng lẻ ở trên môi mình thì sẽ ra màu hồng đỏ đất ngả hồng nhiều và đỏ rất là ít, không có được đậm như trên tay, nên là việc mix màu như vậy là mình cảm thấy thích hơn hẳn. Chất son của em này rất là nhẹ, bong bong bay bay hay ho lắm, và cũng là một kiểu son lì nên nhờ vậy khá là nhẹ môi, không gây khô môi, và màu lên không quá là đậm nên phải chồng lên từ từ thì màu mới đủ đậm được. Son không bị bột đâu nên mọi người đừng có lo nha. Thiết kế son đơn giản, trong trẻo nhưng mà rất là xinh, kiểu Hàn Quốc, nên là mình cũng rất là ưng. I don't understand why.
Tiếp theo đây chính là Ophelia Glacier màu Realme, tông son mình mê nhất và dùng liên tục vì độ đẹp, độc và lạ của em nó. Đây là một tông nâu cam đất mà có cả ánh đỏ, thật sự rất là đẹp. Em này dễ dùng và không kém em răng xíu nào đâu. Những bạn đam mê các tông son trầm ấm có cam đất, đỏ đất giống như mình thì không nên bỏ qua đâu. Glacier Velvet Tint thì có chất son kem dịu nhẹ, ôm sát môi giúp lên màu đậm và chuẩn rõ và dưỡng ẩm cho đôi môi nữa. Kết cấu của son thì xốp mềm, dễ chịu và hiệu ứng mờ mịn như nhung giúp cho son lướt trên môi cực kỳ nhẹ và êm. Cảm giác vô cùng thoải mái nên các nàng môi hơi khô không cần phải lo lắng đâu. Với thiết kế son xinh xắn ngọt ngào cùng với mùi hương xoài dịu nhẹ và chất son nựng môi, màu lên đậm rõ đẹp thì chỉ với 280.000 thôi mọi người đã có thể có được một em son cực kỳ xịn rồi. Bộ sưu tập Glacier của nhà Ophelia này thì màu nào cũng sẽ đẹp và cũng sẽ xinh, nhưng mà bởi vì màu này đúng cái gu của mình nhất nên là mình cho vào video này. Còn video swatch full bảng màu thì mình cũng đã có rồi, mọi người cũng có thể lên xem thêm để tự chọn các màu khác nha. Ok, vẫn là nhà Ophelia thì em Cotton Lip màu Bestie này cũng là favorite của mình trong năm vừa rồi. Đây là một màu mà mình cứ đánh lên là sẽ xinh và sẽ có người hỏi là đang dùng son gì vậy. Một tông đỏ rất tươi trẻ vừa đủ, không quá nâu trầm và rất dễ dùng cũng như là sáng da nhưng mà vẫn đủ trầm để tạo cái điểm nhấn. Có ánh kem nhẹ nên là khiến màu này xinh xắn hơn rất là nhiều. Chất son của em này thì ướt và lỏng hơn Glacier một xíu nên là khi lên môi thì lớp son cũng mỏng nhẹ hơn. Cảm giác vẫn rất là nhẹ môi và thoải mái khi dùng. Son ở trên môi rất là êm mịn dễ chịu và có hiệu ứng mờ lì nhẹ nhàng cute. Em này thì sẽ có dây được một chút xíu khi mà sinh hoạt, tuy nhiên thì màu sẽ giữ được tầm 5 tí nếu như mà không ăn. Sau khi son trôi đi thì vẫn sẽ có một lớp màu tint nhẹ nhàng bám lại giữ cho đôi môi có một xíu màu xinh xinh nên là mọi người lưu ý, nên tẩy trang kỹ một chút xíu nha. Tiếp theo trong năm vừa rồi thì Lemonade Supernatural màu 04 cũng là thảo son favorite của mình. Và đây là thảo son kem lì duy nhất mà mình ưng ý vì chất son khá là lỏng và mỏng nhẹ, cực kỳ dễ tán và lướt ở trên môi. Khi mới tán son ra có hơi lỏng và ẩm ướt nhẹ nên rất là dễ điều chỉnh cho màu son đều hơn. Mình không gặp trở ngại gì khi đánh kiểu lòng môi cả, chỉ cần bậm nhẹ một vài cái là màu đã lan đều ra và rất là đẹp rồi. Môi vẫn rất là căng và màu son phủ đều cả môi mịn mượt và không hề bị khô xíu nào. Màu 04 Super Strong này thì thuộc một tông cam đỏ đất. Màu son rất là hay ho vì khi thoa một lớp mỏng sẽ cho ra một tông MLBB nano kem cam cực kỳ xinh, nhưng khi chồng nhiều lớp hơn thì sẽ cho ra một đôi môi cá tính và mạnh mẽ. Đối với chất son kem lì này thì môi hoàn toàn căng mịn, son không bị xê dịch nên giữ màu rất là tốt, tầm từ 6 đến 8 tiếng lận và son không hề có tint màu để lại đâu, nên là khi mà ăn uống sinh hoạt đồ mà có dầu mỡ thì son sẽ vẫn trôi đi nha. Tiếp theo chính là MAC Powder Liquid Lip màu Devoted to Jelly, một trong những màu son bán chạy nhất của dòng này. Đây là một tông đỏ phù hợp với nhiều dịp khác nhau và đặc biệt là các dịp lễ hội bởi vì màu này vừa xinh xắn đáng yêu mà lại nổi bật và rất là tôn da. Tông đỏ gạch ánh cam và nâu nhẹ này giúp cho màu son dễ dùng hơn rất là nhiều. Chất son của em này có kết cấu dạng kem mỏng nhẹ và có hiệu ứng mịn mờ lì như một lớp filter, giúp làm mờ hết các vân môi làm cho đôi môi mịn màng trong trẻo rất là xinh. Cảm giác son khi ở trên môi nhẹ tinh và cực kỳ thoải mái và cũng không có gây khô môi xíu nào đâu. Mình cũng đã có video swatch những màu xinh nhất của dòng này rồi nên là mọi người cũng có thể tham khảo thêm ha. MAC là một brand son có giá tầm mid-end và không có quá là cao, nên là nếu như mọi người thích thì vẫn có thể canh các dịp sale để có nhiều ưu đãi hơn trên các sàn như là Lazada để cho tiết kiệm hơn nha. Ok, tiếp theo chính là Dior Tattoo Lip Tint màu 541. Đây là một thỏa son mà mình luôn luôn mang theo trong người và cũng là thỏa son mình dùng liên tục trong hơn một năm nay và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mình rất là thích em này bởi vì màu này quá là xinh. Đây là tông màu kiểu đỏ cam gạch nhẹ nhàng, không quá là trầm và đặc biệt đánh lên luôn luôn đẹp. Một phần là bởi vì kiểu son lip tint có kết cấu hơi treo sánh nhẹ nên là khi đánh lên môi lớp son tán ra ẩm mượt rất là cưng và tạo cho đôi môi một độ căng bóng nhất định. Điểm làm mình thích là bất cứ lúc nào trong ngày dù môi mình có đang mềm hay là khô thì khi đánh em Dior này lên môi mình cũng cảm giác rất là ẩm mượt, mát mát và cực kỳ dễ chịu. Rất là nhẹ môi luôn nên lúc nào mình cũng mang theo và cứ đánh lại bất kỳ lúc nào mình muốn. Điểm trừ của em son này là phần tint chỉ bám vào trong lòng môi sau khi son trôi đi. Sinh hoạt ăn uống nhẹ nhàng thì son cũng rất là dễ trôi và dây ra bên ngoài á. Thêm cái nữa là nếu như để một lớp son quá dày và quá lâu ở trên môi thì sau khoảng từ 3 đến 4 tiếng thì môi sẽ bị khô se lại một xíu. Nhưng mà bình thường mình xài thì son toàn bị trôi đi trước khi môi bị khô không à. Nên là mình vẫn rất là mê em này. Xài được hơn 1 năm rồi, xài mỗi ngày luôn mà son vẫn chưa có dấu hiệu hết đâu. Cho nên là mình thấy em này thật sự đáng đồng tiền luôn á mọi người. Ok, cuối cùng chính là em YSL Stain màu 416. Đây là một thỏi son mình cũng mê ngang ngửa với em Dior lúc nãy. Em này thì thuộc tông đỏ cam hơi cháy một chút xíu. Tuy nhiên thì tùy vào sắc tố môi thì phần base màu sau khi mà son set lại á thì sẽ ngả cam hoặc là ngả hồng đỏ nhiều hơn nha.
Chất son của em này thì là dạng son kem có kết cấu gel hơi đặc và sánh một chút xíu, mang lại hiệu ứng tint bóng nhẹ cho đôi môi, tạo cho môi một cái sức sống căng tràn, yêu yêu điệu điệu. Ngoài cái việc đầu thân son sẽ hơi lem nhem dính son ra ngoài thì đây là một thỏi son mình cảm thấy cũng rất là đáng đồng tiền rồi, mọi người cũng rất là nên thử. Bởi vì màu son rất là xinh và chất son cũng rất là cưng, nó kiểu bóng bóng nhẹ nhẹ làm cho môi ẩm ẩm mượt mượt rất là đã luôn á. Trộn vía ngày hôm nay được một ngày trời nắng đẹp cho nên là ánh sáng hiện tại là ánh sáng tự nhiên đó mọi người, mình không xài đèn đâu cho nên là mình rất là vui. Không biết là mọi người có thấy cái sự khác nhau quá nhiều giữa cái video lần trước với lại video lần này không ha, thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết ý kiến của mọi người về cái phần ánh sáng nha. Mình sẽ lắng nghe và cũng như là cố gắng cải thiện. Còn cái về việc mặt trời nó sáng thì mình không thể kiểm soát được rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng xem xét lại về cái phần ánh sáng để coi nó như thế nào. Video đây cũng đã hết rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến tận đây. Và mình mong là mọi người đã thích video lần này. Nếu như thích thì đừng quên cho mình một like cũng như là subscribe channel của mình ở bên dưới này để có thể đón xem tiếp các tập tiếp theo và các video tiếp theo của mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye.